Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở tập trước, Diệp Phàm thu thập vật liệu đá ở Thạch Trai rồi cùng mọi người rời đi. Sau đó, Diệp Phàm nhờ Đồ Phi giúp tìm nơi an cư cho người Thạch Trai. Cuối cùng, họ định cư ở Hạo Châu. Diệp Phàm bế quan tu luyện, tiến vào đạo cung Tam Trọng Thiên. Chuyển sang tập 132 của Già Thiên. Tây Hoàng Kinh vô cùng thần diệu, Diệp Phàm yên lặng vận chuyển cảm nhận được đủ loại khó tin. Qua một tháng này, hắn nghe được tiếng tụng kinh, thệ ngã. Trong đạo cung, phản phất như có tiếng tụng kinh, âm thanh hiến tế của thượng cổ xé rách bầu trời, mờ ảo mà đến. Mặc dù lúc sinh thời, đã có ta sống ở quá khứ, có người cho rằng, đó là thệ ngã, tụng kinh ở kiếp này. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không tán thành thuyết pháp này, nhân vật tuyệt đỉnh tin rằng, đó là đạo ta, một mặt đạo tính của chính mình đang bắt giữ tích tụ đạo, dẫn động đại đạo thế giới. Bất kể kêu là thệ ngã, hay xưng hô là đạo ta, qua một tháng này hắn đều đang dẫn động thiên địa, tẩm bổ chủ mệnh, để cho ta của kiếp này bất hủ bất diệt trong thời gian một tháng qua. Trong đạo cung của Diệp Phàm, vũ khí như rồng, quay quanh bay múa, hắn nghe luân âm đại đạo, cơ thể tỏa sáng, không ngừng lột xác. Khi ngày thứ 30 qua đi, tâm pháp của Tây Hoàng Kinh ghi lại ngưng vận chuyển, tinh khí trên bầu trời điên cuồng ùng ùng kéo tới, hoàn toàn bao phủ chỗ bế quan của Diệp Phàm. Kéo dài suốt 3 ngày, ầm, một tiếng nổ vang, loạn thạch xuyên qua không gian, Diệp Phàm đứng lên, trong con ngươi bắn ra hai luồng thần mang hình rồng. Mái tóc đen của hắn rối tung, thân thẳng đứng, trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại, hắn có cảm giác như một quyền có thể đánh rơi rụng một con rồng, trong cơ thể có được lực lượng dùng không hết. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm tràn ngập cảm giác lực lượng, khẽ vung lên hư không đều rung rẩy ù ù. Hắn có ảo giác có thể làm thịt một con chân long. Thác nước ngàn thước đổ xuống ầm ầm, bọc văn trắng xóa. Diệp Phàm đứng trong đầm, một quyền đánh về phía trước. Thác nước chảy ngược như dải lụa màu trắng đổi chiều. Bế quan một tháng, đã đột phá cảnh giới. Thánh thể thái cổ quả nhiên khủng bố. Đồ Phi líu lưỡi. Diệp Phàm một tay giơ khối đá lớn mấy vạn cân lên, sau đó nghiêng người ném mạnh ra ngoài. Tảng đá rất nhanh biến nhỏ, biến mất trên trời cao. Phía cuối trời, một đàn chim nhạn bay qua, kết quả đều bị đập rớt xuống. Đồ Phi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu sau mới kêu lên, gia súc, thật là gia súc. Dùng tảng đá mấy vạn cân ném một đàn chim nhạn ở trên trời rơi xuống, chưa từng thấy kẻ nào biến thái như ngươi. Thể chất của Diệp Phàm quá cường đại, có lực nhổ núi nâng núi, đánh vào thân thể ai có thể chịu đựng. Gâu, gâu, gâu. Xa xa, ngoài 20 dặm truyền đến tiếng chó sủa giận dữ. Hắc Hoàng gào thảm, con bà nó, còn thiên lý hay không? Ngũ cũng bị tảng đá từ trên bầu trời rơi xuống đập gần chết. Đồ Phi nghẹn họng trân trối, nghe tiếng kêu thảm thiết của đại hắc cẩu lập tức cười điên cuồng. Gâu, họ Đồ ngươi chờ đó, bổn hoàng biết là ngươi làm. Đại hắc cẩu ở phương xa tru lên. Con bà nó, liên quan gì đến ta? Đồ Phi mắng. Diệp Phàm đứng ở dưới núi đá cao ngàn thước, vung nắm tay màu vàng, tiếng động phốc phốc không ngừng truyền ra. Hắn như đang đánh vào bùn, mỗi một quyền đều ngập vào trong núi, thật là dễ dàng. Cuối cùng, hắn vung cánh tay màu vàng, dùng lực đánh một cái, xuyên vào trong lòng núi. Thật sự là gia súc. Cầm của Đồ Phi thiếu chút nữa thì rớt xuống đất. Hắn tế ra một cái gương đồng bát quái, tử khí mông lung, đánh về phía trước nói, ta thử xem tu vi hiện tại của ngươi. Đây là một bảo kính đồng đỏ, là vũ khí mà tu sĩ tứ cực bí cảnh mới có thể vận dụng. Chắc chắn mà cường đại, như một tòa tử sơn đè xuống dưới. Thương. Diệp Phàm búng tay, ngón tay màu vàng đánh lên kính đồng đỏ, phát ra một tiếng vang giòn tan. Tứ cực bảo kính lại bị nứt nẻ, sáng lạn như pháo hoa vỡ nát trong không trung. Hào quang màu tím xông lên tận trời, một cổ năng lượng cường đại tàn phá mười phương, khiến thác nước chảy ngược, núi đá lay động mà Diệp Phàm lại sừng sững bất động. Đồ Phi kêu thảm thiết nói, thân thể của ngươi chẳng lẽ là thánh vật luyện thành sao? Bảo bối của ta. Hắn đau lòng không thôi. Tuy rằng vũ khí không ít nhưng bị người đánh nát một kiện dễ dàng như vậy vẫn khiến hắn rất đau lòng. Diệp Phàm khí huyết như sông hồ, cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Tu luyện Tây Hoàng Kinh rốt cục tiến vào đạo cung Tam Trọng Thiên, đem can thần tàng tu thành, thuộc một trong ngũ hành. Nhưng hắn vẫn không tu ra thần, không giống người khác có thần hộ thể. Đồng thời, hắn phát hiện mình đang tu luyện ngược ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, can thuộc mộc. Hắn trước tu tâm thần tàng, rồi tu phế thần tàng, lại tu can thần tàng chính là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, ngược ngũ hành mà thành. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh giới tiếp theo của hắn tất nhiên tu tỳ thần tàng không thể nghi ngờ. Bởi vì nó là thổ trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Ngươi căn bản không cần binh khí, thân thể cường đại hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đồ Phi thật hâm mộ. Ta thiếu nguyên,
cần một lượng nguyên khổng lồ. Đồ Phi thần sắc phức tạp, thở dài, chỉ cần có nguyên, ngươi ở đạo cung bí cảnh sẽ không có bình cảnh, có thể tăng tiến vùng vụt. Cho nên, ta muốn mượn nguyên. Ngươi có bao nhiêu nguyên, đưa hết cho ta mượn, tương lai trả lại gấp 10. Diệp Phàm nghiêm túc mở miệng. Hắn có một loại cảm giác gấp gáp, bức thiết muốn tiến vào tứ cực bí cảnh. Chút xíu nguyên của ta, còn chưa đủ nhét kẻ răng của ngươi. Phải biết rằng, nếu ngươi muốn tiến vào đạo cung tứ trọng thiên cần 10 vạn cân nguyên. Đây chính là một con số khiến người ta vàng mắt. Ngươi có bao nhiêu nguyên? Diệp Phàm rất muốn đột phá. Ta có hơn một phương, đại khái khoảng 4.000 cân. Còn không được vạn cân. Ngươi là con cháu của đại cường đạo cơ mà. Đồ Phi trợn trắng mắt, nói, cường đạo nếu có rất nhiều mỏ quặng nguyên thì không làm cường đạo nữa rồi. Lại nói, kho báu của gia gia ta, làm sao ta dám động vào? Nguyên là một vấn đề lớn. Diệp Phàm lẩm bẩm. Ngươi cũng không cần phải gấp. Ta đi ra ngoài một chuyến, gom giúp ngươi 2 vạn cân không thành vấn đề. Đồ Phi tính toán đi tìm Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên. Nhưng ta là một phế thể, ngươi giúp ta như vậy không đáng giá. Đồ Phi ta không phải là người già mồm cãi láo. Nói thật, ta có một loại trực giác, cảm thấy ngươi có thể sẽ phá vỡ nguyền rủa của thánh thể thái cổ. Nghĩ lại xem, nếu như có ngày nào đó, ngươi trở thành một người thánh thể thái cổ đại thành, nửa đời sau của ta cũng không cần tu luyện cũng có thể hoành hành Đông Hoang cùng Trung Châu. Chỉ cần ngươi ở trên đời một ngày, con cháu đời sau của ta đều có thể hoành hành thiên hạ. Thánh thể đại thành dù thế nào đi nữa cũng có thể sống hơn vạn năm chứ hả? Nếu cả đời ta đều chỉ dừng ở đạo cung bí cảnh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Nếu ngươi không đột phá được, đến lúc đó tặng đỉnh của vạn vật mẫu khí cho ta, vừa khéo để ta bù đủ cái nắp của thôn thiên quán. Đồ Phi nửa đùa nửa thật nói. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu xuất hiện ở đường chân trời, đằng đằng sát khí. Nó đang ngủ yên lại bị người đập cho mặt mũi bầm dập, khó chịu tới cực điểm. Hiện tại ta liền rời đi, lâu thì một tháng, mau thì nửa tháng nhất định sẽ trở về. 7 thước khối nguyên tuyệt đối không thành vấn đề. Đồ Phi nói tới đây, bay lên trời. Đại hắc cẩu sụ mặt chạy tới, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thần sắc bất thiện nói, tại sao ta đột nhiên cảm thấy là do ngươi gây ra? Ta làm cái gì? Diệp Phàm giả bộ hồ đồ. Đừng giả bộ. Con bà nó, tảng đá nặng mấy vạn cân từ trên trời giáng xuống, đè bổn hoàng xuống dưới đó, người bình thường không làm được. Cái đuôi trụi lũi của đại hắc cẩu sắp dựng thẳng đứng rồi. Diệp Phàm chết cũng không chịu nhận, cuối cùng nhập nhằng cho qua, tránh khỏi một trận người chó đại chiến. Thạch trai đã trùng kiến xong, ở nơi non xanh nước biếc. Những căn phòng rất tinh mỹ, tốt hơn trước kia rất nhiều. Trọng yếu nhất là hoàn cảnh biến hóa. Thiếu nữ và trẻ em là cao hứng nhất, mỗi ngày đều có thể ngâm mình trong suối mát chơi đùa, không cần phải ngày ngày đối mặt bão cát như trong quá khứ nữa. Ngoài trai đá xếp thành một hòn núi nhỏ, tuy nhiên phần lớn đều là đá nền. Diệp Phàm chuyển tất cả đá của thạch trai trước kia tới, sợ bỏ quên cái gì. Diệp Phàm cùng Trương Ngũ Gia bận rộn, từ trong đống loạn thạch chọn cối xay, đôn, thất đá ra ngoài, tổng cộng có hơn 50 kiện thạch khí. Đại hắc cẩu ở bên cạnh như hổ rình mồi, sợ bỏ qua chỗ tốt nào. Lão gia, người xác định muốn cắt ra? Diệp Phàm hỏi. Cắt đi, ta muốn nhìn xem tổ tông để lại cái gì. Trương Ngũ Gia bình tĩnh đáp. Diệp Phàm động thủ, liên tục cắt 3 cái đôn đều là phế thạch, cái gì cũng không có. Trương Ngũ Gia cũng tự mình động thủ, cắt ra 4 cái khóa đá, đồng dạng không có thu hoạch. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, lão đạo kia trông nhầm sao? Hai người đưa mặt nhìn nhau. Cẩn thận như vậy làm chi, một hơi đều đập nát, thống khoái một chút. Đại hắc cẩu thúc giục. Té sang một bên đi. Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Đột nhiên, một làn hương thơm tỏa ra, như lan như xạ, thấm vào ruột gan, say đến tận đáy lòng người ta. Mùi vị gì đó. Quả nhiên mũi chó thính nhất. Hắc Hoàng gần như sắp ghé sát vào cối xay, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Cắt ra thứ gì rồi? Trương Ngũ Gia thần sắc ngưng trọng. Ông đang cắt một cái cối xay, mùi thơm chính từ trong khe đá tỏa ra. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, ném cái thớt trong tay tới gần quan sát. Đây thật đúng là chuyện lạ, cắt đá làm sao lại có mùi thơm tỏa ra? Sẽ không phải là phong ấn thứ gì sinh vật thái cổ quái gì đó chứ? Ngón tay hắn lóe kim mang, ý bảo Trương Ngũ Gia lui ra phía sau. Hắn đóng lấy cối xay, đại hắc cẩu cũng thò cái đầu lớn qua nhìn chằm chằm. Xoạt, xoạt, xoạt. Vụn đá bay tán loạn, rất nhanh lớp da ngoài cối xay bị bóc ra hơn một nửa. Diệp Phàm phát hiện có giọt nước tràn ra. Mới rồi Trương Ngũ Gia dùng sức hơi lớn một chút, cối xay này rất giòn, rạn ra một vết nứt, giọt nước từ vết nứt này truyền ra, mùi thơm cũng từ chỗ đó.
cắt ra bảo bối rồi. Đại hắc cẩu tai to mặt lớn, mắt như chuông đồng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Diệp Phàm cẩn thận bóc ra từng lớp mỏng, cuối cùng từ chính giữa của cối xay cắt ra một hạt nhục đậu khấu, màu phấn hồng có điểm giống quả đào. Nó bằng thịt. Đại hắc cẩu lộ vẻ đơ mắt cứng lưỡi. Đây là thứ gì? Diệp Phàm nghi hoặc trong lòng. Hắn từng đọc qua Nguyên Thiên Thư, nhưng chưa từng thấy ghi chép gì có liên quan. Trương Ngũ Gia cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, cảm giác khó tin. Mùi thơm chính là hạt nhục đậu khấu này phát ra. Vỏ của nó đã rách, một nửa chất lỏng trong suốt còn lại trong cối xay, mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta không kìm nổi muốn một ngụm nuốt chửng. Thơm như vậy, không phải là quả trường sinh bất lão chứ? Đại hắc cẩu hai mắt tỏa sáng. Trương Ngũ Gia nghe vậy, trong lòng khẽ động nói, tổ tông có lời, thứ bị phong trong đá không chỉ có nguyên. Những thứ này, hẳn đều là kỳ thạch hiếm có thiên hạ, thứ bên trong không thể đoán trước. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào số thạch khí. Trong Nguyên Thiên Thư không có ghi lại như vậy. Loại hạt nhục đậu khấu này vượt qua phạm trù vật liệu đá, chỉ có thể quy làm kỳ thạch. Chỉ sợ những thứ mà Nguyên Thiên Sư để lại có ý nghĩa không tầm thường. Màu sắc của nó biến đổi, mùi thơm cũng nhạt. Đây là chuyện gì? Trương Ngũ Gia biến sắc. Hạt nhục đậu khấu màu phấn hồng dần dần biến thành màu xanh, mùi thơm quả thật nhạt đi rất nhiều. Nhanh ăn đi, nếu không tinh khí sẽ tan hết. Đại hắc cẩu sốt ruột. Diệp Phàm có chút không xác định, thứ này có thể ăn sao? Hắn dùng ngón tay chấm một giọt chất lỏng, bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đắng không chịu nổi, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Đắng đến tận cùng, đầu lưỡi hắn lập tức chết lặng, tiếp đó có cảm giác trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Cho ta nếm thử. Đại hắc cẩu chờ không nổi giằng lấy, lập tức cắn một miếng, ngay cả nước và vỏ đều cắn vào miệng. Gâu, gâu, gâu. Ngay sau đó, đại hắc cẩu như bị động kinh, gào điên cuồng không thôi, dùng sức phun ra phía ngoài. Ngay sau đó, miệng nó sùi bọt mép, nằm trên mặt đất bắt đầu co giật. Trương Ngũ Gia hoàn toàn bị dọa sợ. Ông vốn cũng muốn nếm thử một chút, cho rằng là tiên quả bằng thịt, nhưng giờ phút này lại tránh xa như rắn rết. Cũng không biết qua thời gian bao lâu Diệp Phàm mới khôi phục lại, không còn ngất ngây nữa. Hắn hoảng sợ nói, đây là quả gì? Giờ phút này đại hắc cẩu sắp biến thành một con chó chết, chỉ có tứ chi còn đang co giật, miệng đang không ngừng phun bọt. Diệp Phàm kiểm tra cho nó, cảm thấy tính mạng không lo, tuy nhiên loại trạng thái này tương đối không ổn, không biết khi nào mới có thể phục hồi như cũ. Hắn đảo qua số thạch khí còn lại, lần đầu tiên cảm giác được chuyện khá nghiêm trọng. Hắn nói, đây đều là kỳ trân Nguyên Thiên Sư để lại, chúng ta căn bản không biết chúng nó có tác dụng gì, vẫn là không nên cắt nữa, chờ tương lai hiểu biết rồi động thủ. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được những thứ này khả năng rất khó lường. Xích Long lão đạo muốn tìm có thể chính là loại như hạt nhục đậu khấu. Đây hơn phân nửa là vật báu vô giá, giai đoạn hiện tại không biết, tuyệt đối không thể tiếp tục vọng động. Cái thớt đá này đã bị ngươi cắt ra, cắt tiếp ra nhìn xem, những thạch khí khác thì giữ lại. Trương Ngũ Gia nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Đã sớm cắt ra vài kiện thạch khí, lại chỉ được một hạt nhục đậu khấu. Cái thớt này chưa chắc có thể cắt ra vật gì. Nhưng khi hắn bóc từng lớp vỏ đá, cắt đến trung tâm lại bắn ra vạn đạo thần mang, sáng lạng lóa mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Diệp Phàm bong ra từng mảng thạch ra, khi tới trung tâm, bắn ra vạn đạo thần mang như những cây kim châm bắn ra, khiến người ta không thể mở được mắt. Hết thảy điều này đều xảy ra quá đột ngột. Nhiều tầng thạch y rơi xuống đất, thạch tâm như một vòng tiểu thái dương, không thể nhìn thẳng vào được, nước mắt không tự chủ được tiếp tục trào ra. Đây là báu vật gì? Chẳng lẽ là thần nguyên? Trương Ngũ Gia xoay đầu nhìn, hai mắt trũng xuống, bị thần mang làm cho đau đớn. Chẳng lẽ thật sự là cắt ra thần nguyên? Đây cũng là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Phàm, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chính là nguyên. Hắn nheo nheo mắt, cẩn thận quan sát thật kỹ. Đây là một hạt châu thật nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu tương, như là quan chất mà không phải chất hữu hình, như một nguồn sáng vô cùng thần thánh. Sau khi bóc ra thạch tâm, nguồn sáng này không bị tắt, lơ lửng giữa không trung, vô cùng thần dị. Nó như là một chút căn nguyên thiên địa khiến người ta không kìm nổi muốn tới gần. Trương Ngũ Gia cũng không dám nhìn thẳng, chỉ quan sát dư quang, không tự chủ vươn bàn tay già cả thô ráp chạm tới. Hết thảy đều chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Ngay cả đại hắc cẩu chết ngất, co giật trên mặt đất cũng vừa sùi bọt mép vừa đi về phía bên này, như bị thu hút tới. Thần nguyên. Diệp Phàm đã có thể xác định đây là nguyên do linh khí từ thời khai thiên lập địa hình thành, là trân phẩm hiếm có trên đời. Vĩnh không trầm trụy, có được tinh hoa thuần túy nhất, là tinh hoa căn nguyên thiên địa, khiến người ta không kìm nổi quỳ lạy. Hết thảy đều là đặc điểm của thần nguyên,
giống y đúc ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm chạm tay vào thần nguyên, đầu ngón tay truyền tới một cổ khí tức thánh khiết khiến toàn thân hắn thư thái, như hoa cỏ trong gió xuân, vô cùng ấm áp, thân thể như được cuộc tẩy. Đây là thần nguyên, có được thần hiệu khó tin. Ngay cả thánh địa cũng phải tranh đoạt thần vật này, mỗi lần xuất thế đều tạo ra thiên đại phong ba. Tuy nhiên, khối thần nguyên này quá nhỏ, chỉ như một hạt đậu tiên, so với một khối thật lớn có phong ấn sinh vật thái cổ thì không hề đáng kể chút nào. Nhưng mà nó tuyệt đối quý hiếm, một khi lan truyền ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người đánh nhau vỡ đầu cướp đoạt. Thần nguyên chia làm rất nhiều chủng loại, có hiệu quả rất khác nhau. Đây cũng là điều được ghi lại nhiều, không phải là nguyên học cao thâm gì. Đây khẳng định không hơn được 10 vạn cân nguyên. Ngay cả là thần nguyên nhưng thể tích của nó quá nhỏ, còn xa không đủ. Hắn cần 30 thước khối nguyên mới có thể đột phá vào đạo cung tứ trọng thiên. Như vậy một hạt thần nguyên thế này không giải quyết được vấn đề. Đây là thần nguyên. Tổ tông rốt cuộc để lại một thứ gì thế này? Trương Ngũ Gia tự nói. Sau khi chạm tay vào thần nguyên, hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, khí huyết tràn đầy. Đối với người thường thần nguyên có rất nhiều hiệu quả, cũng không như thánh thể thái cổ, có được nghịch kháng tính. Truyền thuyết, có mấy chục loại thần nguyên, một số có được công hiệu khó tin, thật muốn gom được toàn bộ để xem. Diệp Phàm nhìn về phía thạch khí còn thừa. Hắn tuy rằng rất động tâm nhưng không định cắt tiếp. Độ quý báu của những thạch khí này chỉ sợ không thua kém gì khối thần nguyên nho nhỏ này. Hiện tại nếu hắn tiếp tục thì rất có thể phải dẫm chân giận dữ mà thôi, không biết sử dụng như thế nào thì chỉ hoàn toàn là lãng phí mà thôi. Qua thời gian, Diệp Phàm và Trương Ngũ Gia mới từ rung động bình tĩnh trở lại. Dù sao đây là một hạt thần nguyên, bất cứ người nào đầu tiên nhìn thấy đều khó có thể tránh khỏi như vậy. Hắc Hoàng chết ngất đi, nếu không chỉ sợ đã lao lên cướp bóc. Nó vẫn mãi không kìm được tham lam với thần nguyên. Trương Ngũ Gia cũng nghe nói một ít, biết thể chất Diệp Phàm đặc biệt, tu luyện cần rất nhiều nguyên cho nên để hắn thu lấy viên thần nguyên này. Cuối cùng, Diệp Phàm không từ chối. Hắn hiện tại quả thật cần rất nhiều nguyên, đành thiếu một mối nhân tình này, ngày sau sẽ đáp trả. Trái quả màu phấn hồng từ trong thạch khí có xuất ra một dược lực vô cùng mạnh mẽ, đại hắc cẩu ngất đi chừng 5 ngày mới dần khôi phục ý thức nhưng vẫn không đứng dậy được, thi thoảng co giật mấy cái. Đây là thạch liệu chó má gì, quẩn sinh trái quả kỳ độc vô cùng, ngay cả chân long cũng có thể bị độc chết. Nó vừa giận vừa mắng. Đáng đời. Ai kêu ngươi tham lam như vậy, một ngụm tranh giành nuốt vào trước. Diệp Phàm đã kích. Đại hắc cẩu điên tiết, chỉ tiếc không thể đứng lên nổi, ngẫu nhiên có thể phun ra vài khẩu bọt mép. Hiển nhiên không qua nửa tháng thì không thể khôi phục lại được. Thời gian Diệp Phàm nghiên cứu rất lâu, cũng không biết rõ đây là loại quả gì, rốt cục có lợi như thế nào, cuối cùng không giải quyết được gì. Cuối cùng hắn rời khỏi mảnh đất non xanh nước biếc này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là mau mau tìm nguyên, mau chóng đột phá. Cho dù đồ sát thánh địa, chỉ cần có hy vọng thành công thì hắn sẽ không có chút do dự nào. Hắn cảm giác vô cùng cấp bách. Khi Diệp Phàm đi ra ngoại giới, hắn nghe được không ít tin tức. Phong ba càng lúc càng mãnh liệt, Khổng Tức Vương chặn giết thánh chủ Diêu Quang, thiếu chút nữa thành công, kích phát sóng to gió lớn không cùng, chấn động khắp Bắc vực. Nếu không phải thánh chủ Cơ Gia và thánh chủ Diêu Quang đi cùng nhau thì tất nhiên đã phát sinh kịch biến kinh thiên. Nhưng dù như vậy bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Mấy tên thái thượng trưởng lão của Cơ Gia và Diêu Quang bị Xích Long lão đạo đánh thành tro bụi, thánh chủ Diêu Quang lại bất ngờ bị Khổng Tước Vương dùng hỗn độn bảo ấn vỗ một cái khiến bị thương không nhẹ. Chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Bất kể là Xích Long lão đạo lần nữa xuất thế hay là Khổng Tước Vương muốn diệt sát chủ nhân thánh địa đều là những phong ba siêu cấp. Trong thời gian Diệp Phàm bế quan, cả Bắc vực ồn ào huyên náo, sóng gió càng lúc càng mãnh liệt, mỗi ngày cũng không bình tĩnh. Hiện tại, Tử Sơn đã không còn gì là bí mật, rất nhiều đại nhân vật đều đã biết tới nhưng không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Long bảo vệ xung quanh một ngọn núi, đề cập tới đại đế cổ, ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng rất kiên kỵ. Đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ đã động tâm, muốn lúc này tìm kiếm cơ duyên nhưng đều đang chờ đợi cơ hội, ai cũng không muốn dẫn đầu. Mấy năm trước, lăng mộ yêu đế đã quá mức dọa người, núi xương biển máu, mấy đại thánh địa thay nhau ra tay, trong hắc đàm kia nhồi đầy thi thể mà không thể chiếm được, đành để nó chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Có máu huyết giáo huấn, cường giả đông hoang tự nhiên sẽ không xúc động như lần trước. Rất nhiều thánh địa tề tụ Bắc vực, bàn luận vấn đề Tử Sơn, thế liên thủ đã hình thành như một tất yếu. Sự kiện giao trì bị hoãn lại vô thời hạn, ảnh hưởng của Tử Sơn quá lớn, mọi người lúc này đều nhằm vào đó. Tử Sơn còn không mở ra cũng đã nổi lên phong ba bão táp, thậm chí có thánh chủ vì vậy mà bị thương. Từ đó có thể biết được sóng gió lần này mạnh mẽ như thế nào. Sau khi hiểu rõ hết thảy, Diệp Phàm xoa xoa cằm. Tất cả những điều này đều có liên hệ chút ít với hắn.
một hạt thần nguyên có giá trị bao nhiêu? Diệp Phàm không tính ra được, Đồ Phi sắp đưa tới 2 vạn cân nguyên, còn lại phải cần hắn giải quyết. Đây là một con số khổng lồ. Có lẽ thật sự nên đi Thánh Thành. Mấy ngày nay hắn luôn nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, chuẩn bị buông tay càn quét. Hỏa Vân Châu, đỏ hồng như lửa, nơi nơi là Hỏa Vân Thụ. Đây là một loại cây kỳ dị, chỉ có ở nơi này. Hỏa Vân Thụ không chỉ có lá đỏ một màu như lửa mà ngay cả thân cây cũng màu hồng nâu, từ xa nhìn lại như một mảnh biển lửa, càng như một mảnh nắng chiều, hoàn toàn đúng như kỳ danh. Từ khi tiến vào châu này, dọc đường đi chứng kiến loài thực vật này nhiều nhất. Trong màu đỏ thi thoảng xuất hiện màu xanh biếc. Châu này cũng không cách Thánh Thành quá xa, nhiều nhất lộ trình chỉ còn chừng hơn 10 ngày nữa. Diệp Phàm một đường đi tới, mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn đi thánh địa đánh cược. Hỏa Vân Thành có thể coi là trung tâm của châu này, tường thành hùng vĩ, liên miên, rất bao la và cổ kính, là một thành trì khá có danh tiếng. Tương truyền, năm đó nơi này có một thế gia thái cổ uy chấn Đông Hoang, truyền thừa mười mấy vạn năm. Đáng tiếc cuối cùng cũng hóa thành tro bụi mấy vạn năm trước, biến mất khỏi lịch sử. Điều này chứng minh không có gì có thể truyền thừa bất hủ, càng không thể có thế gia vĩnh hằng, hết thảy sẽ đều đến một ngày nào đó kết thúc. Mới vừa mới tới cửa thành, Diệp Phàm liền thấy được hai bức họa, trên đó đều là hắn, phân biệt của Diêu Quang và Cơ Gia. Hai thế lực lớn này đều ra giá treo thưởng như trên trời. Phàm ai có thể cung cấp manh mối thì có thể lĩnh được vạn cân nguyên. Mà nếu có thể cung cấp vị trí cụ thể của Diệp Phàm thì sẽ được 30 thước khối nguyên, đạt tới 10 vạn cân, có thể nói là một con số nghịch thiên. Thành trì trung tâm mỗi ốc đảo đều có treo thưởng lệnh như vậy. Thật không hổ là thánh địa, có thể đưa ra được con số lên tới vạn cân nguyên. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.